Dự báo từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa ở Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Ở Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Trong đó, thời gian mưa lớn nhất sẽ tập trung từ đêm nay đến đêm ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, mưa lớn giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo do mưa cường độ rất lớn kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp. Chiều ngày 23 tháng 7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định đề phòng chiều cường cao kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực, làm tăng nguy cơ ngập úng tại vùng ven biển. Bão số 2 hình thành từ một vùng áp thấp ở phía đông khu vực giữa biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đây là xoáy thuận nhiệt đới thứ ba hình thành và hoạt động ngay trong Biển Đông từ đầu mùa bão năm nay, cho thấy thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.